Nguyễn Hiếu và Như Thanh xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Vịnh Hạ Long được bình chọn là một trong những điểm đến đẹp nhất thế giới. Tỷ lệ người trẻ mắc bệnh thận đang ngày càng tăng. Năm 2024, diện tích trồng sầu riêng cả nước tăng lên khoảng 150.000 hectare. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Chiều qua, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Thảo luận tại tổ, Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm cho rằng, công tác cảnh vệ đã hình thành từ rất lâu, lịch sử bắt đầu từ khi mới thành lập đảng để bảo vệ cán bộ chủ chốt, từ khi chưa giành chính quyền. Điển hình là khi Bác Hồ trở về nước vào năm 1941, các lực lượng phải tiến hành các công tác cảnh vệ để bảo vệ Bác, bảo vệ các lãnh đạo chủ chốt, nòng cốt của đảng. Ngày nay, lực lượng cảnh vệ phải bảo đảm rất nhiều yêu cầu, trước hết là bảo đảm an ninh, an toàn cho lãnh đạo. Đối tượng cảnh vệ là yếu tố quan trọng nhất. Nhất trí cao với việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Song một số ý kiến cho rằng, dự thảo luật có nhiều nội dung liên quan đến quy định của các luật có liên quan như luật công an nhân dân, luật cảnh sát cơ động, luật quản lý tài sản công. Do đó cần rà soát để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan. Đối với dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, các đại biểu đề nghị rà soát, đối chiếu với quy định của luật hiện hành để quy định đầy đủ các đối tượng thuộc diện được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ. Cần nghiên cứu thêm để cơ quan soạn thảo thẩm tra tính toán, xây dựng khái niệm chuẩn nhất, có thể theo hướng bao quát được các loại vũ khí gây nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người. Chuyển sang thông tin về du lịch. Thưa quý vị, Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách những điểm đến châu Á thu hút du khách châu Âu nhất dựa trên lượt tìm kiếm chỗ ở. Và cụ thể là theo dữ liệu tìm kiếm từ Agoda trong tháng 4 năm 2024, Malaysia ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 89%, Nhật Bản đứng thứ 2 với mức tăng trưởng 71% so với năm trước. Riêng Việt Nam đứng thứ 3 ghi nhận số lượt tìm kiếm tăng 66% từ du khách châu Âu. Sự gia tăng trong lượt tìm kiếm về du lịch Việt Nam năm 2024 so với năm trước thể hiện sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với khách châu Âu. Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, các chỉ số ngành du lịch thủ đô đều tăng từ đầu năm 2024. Kết quả này khẳng định Hà Nội tiếp tục là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Năm 2024, du lịch thủ đô chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với du lịch, xây dựng hình ảnh thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Hà Nội sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn dựa trên các lợi thế sẵn có. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gắn với lợi thế của từng địa phương. Còn theo tạp chí du lịch uy tín quốc tế Travel and Leisure đã đánh giá Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một trong 55 điểm đến đẹp nhất thế giới để chiêm ngưỡng. Vịnh Hạ Long có tổng diện tích tự nhiên lên đến hơn 1.500 km2 với gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên những cảnh quan vô cùng kỳ dĩ. Bên trong hệ thống đảo của Vịnh là những hang động với màu sắc và thạch nhũ đẹp nổi tiếng. Với những giá trị riêng biệt của mình, Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Không chỉ bởi giá trị về mặt thẩm mỹ, mà còn có giá trị rất lớn ở địa chất và địa mạo, có giá trị to lớn với sự phát triển du lịch của địa phương. Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An dự kiến được tổ chức trong 8 ngày, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuần du lịch Ninh Bình là sản phẩm du lịch thường niên đặc sắc của tỉnh. Năm nay, hoạt động này càng trở nên ý nghĩa khi là một trong các sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Thông qua tuần du lịch sẽ giới thiệu quảng bá rộng rãi những nét độc đáo về văn hóa, lịch sử của tỉnh, tiềm năng thế mạnh về tài nguyên du lịch, nhất là những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An. Liên tục chương trình là thông tin về y tế và giáo dục.
Thưa quý vị, nếu như trước đây tại Việt Nam, bệnh suy thận thường chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 cho đến 35 mắc bệnh thận đang ngày càng nhiều. Số người cần phải lọc máu chờ được ghép thận tiếp tục có xu hướng tăng, đang là hồi chuông báo động tới tất cả mọi người. Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có thêm 8.000 người bị bệnh thận. Hiện cả nước có khoảng 5 triệu người suy thận các mức độ và khoảng 26.000 người phải chạy thận nhân tạo. Để bảo vệ thận, theo các chuyên gia, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đưa các chất có hại vào cơ thể. Đặc biệt, việc khám sức khỏe định kỳ cần trở thành thói quen của tất cả người dân. Thời điểm hiện tại thì các tỉnh phía Nam đã vào mùa mưa. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dự báo là số ca mắc sốt xuất huyết với xu hướng gia tăng từ tháng 5 cho đến tháng 11. Các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết cần phải được triển khai ngay từ thời điểm này. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, thì từ năm 2016 đến năm 2023, thành phố ghi nhận tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn là 309.966 trường hợp và 75 người tử vong. Tính từ đầu năm 2024 cho đến nay, ngày 19 tháng 5, thì Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3.251 ca mắc sốt xuất huyết. Khi mùa mưa bắt đầu, dự báo là số ca mắc sốt xuất huyết sẽ có xu hướng gia tăng từ tháng 5 cho đến tháng 11. Do vậy mà công tác chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết ngay từ đầu mùa dịch là rất quan trọng. Phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội thành lập 201 điểm thi tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 của Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6. Toàn thành phố có hơn 106.000 học sinh đăng ký dự thi. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh và các tình huống bất thường, tại mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 2 phòng thi dự phòng. Phòng bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát ghi hình hoạt động tại phòng 24 giờ một ngày và đáp ứng các quy định tại quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Và để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, thì Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sẽ huy động 13.539 cán bộ giáo viên làm công tác coi thi và 2.370 nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 của thành phố sẽ được tổ chức tại 158 điểm thi với 4.513 phòng thi, trong đó có 11 điểm thi lớp 10 chuyên. Các điểm thi được phân bố trải đều ở 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của phụ huynh và học sinh. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6, hơn 98.000 học sinh lớp 9 sẽ được thực hiện 3 bài thi bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ và môn chuyên hoặc tích hợp. Thưa quý vị, vào tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của người dân và du khách quốc tế. Lễ hội có sự tham gia của các địa phương như Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên với việc bố trí các mặt hàng, trưng bày các sản vật địa phương. Đặc biệt, lễ hội thu hút 13 đoàn khách quốc tế và 32 doanh nghiệp đến từ các nước như Canada, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á có sản phẩm sâm và hương liệu dược liệu tham gia. Tuy Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương không trồng sâm và không có dùng dược liệu, nhưng lại là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp đầu tư, chế biến, cũng là thị trường tiêu thụ lớn, đẩy mạnh thương hiệu đến bạn bè quốc tế, khẳng định thương hiệu sâm quốc gia Việt Nam. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo môi trường giao lưu, xúc tiến thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có thể có thế mạnh về sâm và hương liệu dược liệu. Tại một số địa phương dùng trọng điểm trồng vải như là Hưng Yên, Bắc Giang, nông dân đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch và dự kiến là sản lượng năm nay đạt trên 100.000 tấn. Và những ngày này thì các đơn vị chức năng của tỉnh đang tăng cường phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để thông quan trái cây thuận lợi. Đến thời điểm này, gần 4.000 tấn quả vải đã được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai. Và để đảm bảo không ùn tắc thì lực lượng biên phòng hải quan tăng cường thêm quân số có mặt trước giờ mở cửa khẩu gần 1 tiếng, kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Đồng thời phân luồng phương tiện di chuyển vào khu vực tập kết hàng hóa xuất khẩu, đảm bảo các xe chở quả vải tươi được xuất khẩu sớm nhất, nhanh nhất và kết thúc ngay trong buổi sáng.
Năm 2024, diện tích trồng sầu riêng cả nước tăng lên khoảng 150.000 ha, sản lượng dự kiến sẽ đạt 1,5 triệu tấn. Lợi nhuận 1 ha có thời điểm lên tới cả tỷ đồng. Dự báo trong những tháng tới thì kim ngạch xuất khẩu sầu riêng và rau quả có thể tăng mạnh trở lại. Giá sầu riêng thu mua tại vườn có giảm, nhưng mà do năng suất tốt hơn nên thu nhập của người trồng vẫn đảm bảo tốt. Đặc biệt tại nhiều địa phương, ngành nông nghiệp đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và nhà vườn tích cực sản xuất có mã số vùng trồng, đảm bảo chất lượng cao, chinh phục được nhiều thị trường lớn. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, tỉnh hiện có gần 10.000 tàu cá từ 6 mét trở lên, trong đó có gần 4.000 tàu 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ. Và để góp phần gỡ thẻ vàng IUU của EC, các đơn vị biên phòng trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiên quyết xử lý vi phạm về khai thác thủy sản. Là một trong những đơn vị quản lý nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ của tỉnh Kiên Giang với trên 1.000 tàu cá, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông không chỉ thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, mà đơn vị đặc biệt chú trọng thông tin tuyên truyền sâu rộng đến từng chủ tàu về quy định khai thác hợp pháp. Quy định của nhà nước ra thì chúng tôi chấp hành giám sát hành trình, hộp đen, giấy tờ khai thác thủy sản đầy đủ. Nhưng mà đi làm thì không có đi ra nước ngoài, không có phạm lực của nhà nước. Thời gian qua thì nó ngay cũng được anh em trạm và đồn biên phòng cũng tuyên truyền và nhắc nhở. Thì đánh bắt ra biển đánh bắt thì phải có đầy đủ giấy tờ, thắp trà, lặt thiết bị giám sát hành trình. Trong thời gian qua thì đơn vị làm rất là tốt cái công tác kiểm tra chặt chẽ người phương tiện, thủ tục, giấy tờ. Đặc biệt là kiên quyết không cho những cái phương tiện mà không đủ điều kiện theo quy định xuất bến đi khai thác thủy sản. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang cho biết, tỉnh hiện có gần 4.000 tàu đánh bắt xa bờ và có nhiều hòn đảo, cửa biển, đặc biệt là ngư trường khai thác tiếp giáp với nhiều nước, nên công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng gặp nhiều khó khăn vất vả. Song, đơn vị quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác để góp phần ngăn chặn vi phạm khai thác IUU. Làm tốt hơn nữa với công tác phối hợp với các sở ban ngành, các lực lượng làm tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện đúng quy định của pháp luật vấn đề ra vào các cái cảng. Biển Kiên Giang là tiếp giáp với biển Cà Mau, nên là chúng tôi cũng thường xuyên có cái sự trao đổi với Bộ đội Biên phòng Cà Mau, rồi Hải quân vùng 5, Cảnh sát biển vùng 4. Thực hiện chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và phát triển bền vững ngành thủy sản, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Liên tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xử lý mọi hành vi vi phạm liên quan đến chống khai thác IUU. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực quyết tâm của ngành chức trong triển khai các giải pháp phòng chống khai thác IUU, rất cần tinh thần trách nhiệm của các chủ tàu, những người trực tiếp đánh bắt trong thực hiện nghiêm các quy định. Có như vậy mới góp phần cho nghề khai thác đánh bắt hải sản ở nước ta phát triển bền vững.